Burjang có nghĩa là tôi sống ở đây. Đây là cái nơi. Bur có nghĩa là định cư, là settle trong tiếng Anh đó, hoặc là chữ live cũng được. Đây là cái nơi mà tôi sống. Here, I live. Nha, đại khái nó là như vậy. Nếu dịch tiếng Anh, here I live. Đây là cái nơi tôi sống. Nha. Thì các bạn nhớ cái nguyên tắc ngay từ bài 1 thầy vẫn dạy, đó là chúng ta sẽ sử dụng lại cái động từ nha của cái người sử dụng trước. Thí dụ người sử dụng trước nói là Jaipur ha, tôi sống ở đây, thì mình cũng có thể mình dùng lại cái chữ đó, tức là tôi cũng sống ở đây nha, Jaipur also ha, ví dụ như vậy nha. Tức là mình vẫn dùng lại cái động từ của người ta. Thí dụ người ta hỏi bạn sống ở đâu, các bạn có nhớ cái câu hỏi bằng tiếng Na Uy không? Vô bù đứa, nhớ không? Hình như đó là bài chương 1, chương 2 gì đó. Vô bù đứa có nghĩa là bạn sống ở đâu nhé. Thì mình nói là Har bu dây, hoặc là dây bu ha cũng được nhé. Here I live, hoặc là I live here cũng được nhé. Ok, hôm nay mình duyệt qua cái trang 89. Cái thema là cái chủ đề của cái chương 7 mình sẽ học hôm nay gồm là gì? Thứ nhất là học về bù lì ghê. Bù ly nó là tính từ nhé. Bù lì ghê nó lại là danh từ, có nghĩa là nó thành ra số nhiều. Bù ly là nói về vấn đề housing nha, vấn đề chỗ ở này kia đó, chung chung nhé. Bù lìa là những cái nơi mà mình sinh sống, những cái nhà ở, kiểu cách nhà ở như thế nào. Pasun ly economy. Pasun là người đúng không nè, person là người. Personally có nghĩa là tính từ. Personally economy. Economy là nói về kinh tế nha, tài chánh. Tài chánh cá nhân, kinh tế cá nhân nha các bạn. Personally economy tức là private economy đó. Đấy, nó đại khái là vậy. Hoặc là personal economy nhé. Là cái tài chánh cá nhân. Traffic rail. Traffic là vấn đề giao thông công cộng nhé. Rail là những cái luật lệ, quy tắc như thế nào, những cái quy tắc ứng xử trong vấn đề giao thông nhé. Traffic rail tức là mình gọi là traffic rules nhé. Rồi Monadel, nếu đọc chậm là Monadel, nhưng mà thường thường ở đây người ta đọc lẹ cái chữ này lắm, người ta đọc là mồn tên, đọc như là chữ mồn tên nhé. Monadel khi mà phát âm á, người ta đọc giống như là mồn tên, có chữ R nha, đại khái vậy. Mồn tên các bạn hiểu chỗ này không? Nó viết là monadel như thầy vẫn nói rồi đó, trong cái cách đọc của người Na Uy đó, nó nhiều khi nó bị ảnh hưởng một cái vùng miền nữa, một cái vùng miền nào mà nó quá phổ biến đi, thành ra cái cách đọc của nó đó đi đâu mình cũng nghe hết nhé. Thành ra ví dụ như là những cái vùng mà nó liên liên quan tới vấn đề tiếng Đan Mạch ngày xưa đó, người ta quen nói vậy rồi, nhiều cái làng có nhiều người già nữa đó, mà người ta chưa chết đó, đại khái vậy. Thì người ta cứ nói là illegal mode đấy. Nhưng mà giới trẻ bây giờ thì tiếng Na Uy nó đã tách ra khỏi cái tiếng Đan Mạch rồi, cho nên thành ra cái âm á, mình cứ theo cái âm của âm Na Uy mới đi nha. Tức là viết làm sao thì đọc như vậy. Thí dụ cái chữ này gặp đọc là mồ ne đề, ok nhé. Còn nếu mà mình muốn đọc giống giống như nhiều người á, thì mình đọc là mồn tê, ok nhé. Rồi mình có 17 chấm mai mai nhé, 17 chấm mai 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 có nghĩa là cái tháng May đó, 17th of May đó nhé. Tức là đây là cái cách viết của người Na Uy. Thí dụ như là trong tiếng Anh thì 17 thì sau cái chữ 17 hoặc là số 17 người ta viết chữ TH đúng không nè, nha, để cho biết về thứ tự. Nhưng mà ở trong tiếng Na Uy đó thì khi mà viết số thứ tự đó thì nó không có cái chữ TH hoặc là chữ ND giống như là second hoặc là first thì có ST đâu đúng không. Trong tiếng Na Uy thì nó chỉ chấm một cái thôi. Thí dụ ngày 17, ngày thứ 17 trong tháng 5 nha, nó gọi là Sột Tân Na Mai, Sột Tân Na nhé. Thì nó có một cái hình thức khác, nó gọi là
Sụt tình nè, nó có một cái đuôi như thế này nha. Sụt tình nè, sụt tình là 17 rồi nhá. Ok ha, thì nó đọc là sụt tình nè, sụt tình nè, chữ D câm, thành ra nó đọc sụt tình nè, sụt tình nè mai nha, là ngày thứ 17 trong tháng 5 nha. Nhưng mà cái chữ ENDE nó không có viết ở trên này nha, nó không có viết sau số 17, nó chỉ gọi là sụt tình nè mai thôi, thì nó biểu thị bằng cái dấu chấm nhé. Và các bạn biết là các tháng ở trong năm đó thì nó không có viết hoa nhé, nó viết chữ thường thôi nhé, nó viết chữ thường thôi, nó khác tiếng Anh ở chỗ đó. Uden, Uden thon, Uren nhé, có người đọc là Uden cũng được, có người đọc là Uren cũng được nha, tùy. Có thể là chữ D nó là âm câm, hoặc là nếu mà mình muốn đọc thì người ta vẫn hiểu Uren thon, có nghĩa là cái số đếm theo thứ tự nha. Thí dụ như là mình có than u, than u là những cái từ đếm nha, từ đếm. Thí dụ là en tu tre phi ra fem, 1 2 3 4 5 nha. Còn cái uren thon có nghĩa là cái số đếm sắp xếp theo thứ tự đó. Thí dụ là bé này đứng hạng nhất, đứng hạng thứ nhất, bé này đứng hạng nhì, đứng hạng ba, đứng hạng tư, hoặc là lầu thứ nhất, lầu thứ nhì, lầu thứ hai, lầu thứ ba, lầu thứ tư nha. Ví dụ như vậy, nó không phải là đếm số 1 2 3 4 nữa, nhưng mà nó đếm theo cái cấp bậc nha, từng tầng từng tầng, tầng thứ nhất, tầng thứ nhì, tầng thứ hai, tầng thứ ba, giống trong tiếng Việt mình gọi là thứ đó nhé, thứ hạng đó. Ok ha, nó gọi là Uhrenstall. Rồi, về grammatic thì mình sẽ học về possessive, possessive, possessive. Nó mở ngoặc đơn là I endom U. I endom có nghĩa là vấn đề sở hữu, U là từ, tức là mình sẽ học possessive là mình học về những cái từ liên quan tới vấn đề sở hữu, thí dụ là của tôi, của ông A, của ông B, của một cái quốc gia nào đó, của một cái gia đình nào đó, vân vân ha, nó gọi là sở hữu cách nha. Rồi thì mình sẽ học về bốn cái chữ mới, đó là sin, si, sit, si nè. Thì những cái này tức là của chính mình nhé, mình đã học về cái chữ say rồi ha, hoặc là chữ si là của chính ông ấy, vân vân, hoặc là gì đó. Đại khái tức là nó cũng sẽ tương tự, nó tương đương với lại cái hàm xuân, hình xuân và intersun ở trong này nhé. Sin, si, sit, các bạn nhìn là các bạn hiểu rồi ha, nó giống như là đen, rồi đe, đại khái vậy nhé, rồi đìn nè, ví dụ như vậy, xin nè nhé, ví dụ vậy. Thì nó là số nhiều, dành cho số nhiều. Mình sẽ học sau nha. Rồi mình học về genitive, rồi học về gia với du nhé. Gia với du thì thầy cũng đã có nói sơ sơ qua rồi ha, khi nào thì trả lời là gia, khi nào trả lời là du. Rồi snack salmon có nghĩa là mình nói chuyện cùng với nhau, các bạn thảo luận cùng với nhau. Vubu Duno có nghĩa là bạn đang sống ở đâu, hiện tại bạn đang sống ở đâu. Pohi Ben, thì Ben nó là mấy cái gọi là, mình gọi là mấy cái nhà nghỉ đó, nhà nghỉ mùa đông, hoặc là những cái nhà nghỉ mùa mùa thu, mùa mùa hè, người ta cũng gọi là hủy Ben nhé. Nhưng mà cái hủy Ben đó nó cũng là một cái dạng nhà, mình nó như thế này, thí dụ như là mình có một cái nhà nha, thì thí dụ thầy nói mình có một cái căn nhà như thế này nhé, ở bên này thường thường là nhà nó có nhiều tầng nha, ví dụ thì nó là có 2 tầng đi, thì thường thường đa số người ta có là những cái tầng trên này nhé, thì như vậy nó đủ lớn cho một cái gia đình rồi. Bên này thì gia đình có 4 người là nhiều, thì đây là một cái hầm, nó sẽ có một cái lối đi riêng, nó có cầu thang đi xuống, có một cái lối đi riêng vào trong này. Thứ nhất là người ta có thể người ta dùng là một cái kho nhé. Thứ hai, thứ nhất là làm cái nhà nghỉ cho khách, thí dụ như là nhiều khi có khách tới chơi không, người ta ở một tuần lễ, hoặc là nhiều khi người ta ở một cái cuối tuần, thì nhiều khi rất là ngại để cho người ta sống chung với mình nhé, trên cùng một tầng, thì người ta sẽ có một cái tầng riêng như thế này. Ok, tôi có lối đi riêng, tôi có cái bếp trong này luôn, có phòng tắm toilet từ kia trong này hết luôn, đại khái vậy. Thì bạn cứ dọn vào trong đó bạn ở một mình cho nó thoải mái nha, ví dụ như vậy. Thì cái này nó gọi là hủy bên. Hoặc là mình cũng có thể nói mình có một cái căn nhà apartment nhé, bên phía nội nó gọi là lầy li hết, kiểu một cái căn hộ chung cư, ví dụ vậy, căn hộ chung cư nha, thầy nói ví dụ như vậy. Thì mình có cái lối ra vào nè nhé,
rồi đây là ví dụ như là cái bếp, phòng tắm nè, rồi có mấy cái phòng ngủ nha, vân vân. Thì bây giờ revamp nó là như thế nào? Ví dụ một cái nhà ở đây như thế là mình gọi là một cái apartment nha, nhưng mà cũng có thể là chúng ta sẽ ngăn ngăn hẳn nó lại, ngăn hẳn chỗ này lại, và người ta chỗ ra một cái cánh cửa riêng đấy, một cái cánh cửa riêng ở chỗ này đó nha, hai bên không không với nhau nha. Thì cái chỗ này người ta có thể người ta cho thuê để người ta kiếm thêm tiền. Ví dụ như là một cái nhà như vậy nó rộng quá, mình ở cũng không tết, nhưng mình ở Đồng Tháp thì cũng có thể thì sửa lại cái căn căn hộ của thầy, thầy làm một cái vách ngăn hẳn như vậy, rồi thầy làm một cái lối đi riêng cho người ta để người ta không có đi vô chung nhà với thầy, không có đi ngang qua những cái phòng ngủ của thầy, ngang qua phòng khách của thầy, các bạn hiểu không? Người ta sẽ có một cái lối đi riêng, và trong này thì thầy bố trí cũng có phòng tắm, toilet riêng cho người ta, rồi cũng có phòng ngủ và có bếp núc này kia cho người ta nhé. Trong cùng một cái căn hộ apartment thì người ta gọi nó là revamp nhé. Revamp thì revamp mình cũng có thể là mình gọi là vacation house nhé. Nó ở một cái vùng nào lắm thì mình gọi là ở một cái vacation house, tức là một cái nhà nghỉ nhé. Nhưng mà nếu mà nó ở trong cùng một cái căn hộ chung cư với mình, hay là trong một cái căn nhà chung với mình đó, mà nó có một cái lối đi riêng, nó tách biệt riêng nhé, nó có một cái vách ngăn riêng, đại khái vậy, tức là không có chung chạ với mình nữa, thì người ta cũng gọi nó là hủy bên nhé. Và thường thì hủy bên nó sẽ nhỏ hơn, cái diện tích của nó sẽ nhỏ hơn là cái phần sinh sống của chủ nhé, thường là như vậy. Rồi Lily Head là apartment, là cái căn hộ chung cư nhé. Block block có nghĩa là một cái nhà nhé. À, trong tiếng Anh nó gọi là cái gì nhỉ? Cái block nó gọi là như cũng là block đó, ví dụ đi 2 block, đi 3 block, đại khái vậy nhé. Ví dụ như là mình có một cái tòa nhà nhé, nhiều tầng. Ví dụ như vậy nhé. Rồi nó có một cái tòa nhà nữa, nó kia ra nhé, cũng nhiều tầng. Thì cứ mỗi một cái đơn vị như vậy nhé, nó gọi là một cái block nhé. Đó các bạn, LKK trong tiếng Anh nó gọi là BLOCK nhé, chúng ta quy là BLOKK nhé, các bạn nhớ để ý không, nó từ tiếng Anh nó mượn, cái rồi nó sẽ đổi chữ tất cả những cái chữ cờ thành chữ K hết, ok ha. Rồi thì mỗi một cái đơn vị như vậy mình gọi là một cái block, gọi là một cái tòa nhà, cứ đi qua một cái tòa nhà, hai tòa nhà, ba tòa nhà, rồi bạn xếp vào trái, vào phải, vân ví dụ như vậy, nó gọi là block nhé. Rồi EW, rạch kê có nghĩa là một cái dãy nhé, trước là nhà, nhà nó nằm liền kề đó, mình gọi là townhouse đó. Nó gọi giống như là rạch kê hút, mình gọi giống như là townhouse, có nghĩa là những cái nhà liền kề, hai ba gia đình ở chung ha. Ví dụ như là nó có một cái miếng đất rồi nó xây lên một cái dãy nhà. Ví dụ như là apartment ha, thì nó chia ra làm nhiều tầng đúng không? Ví dụ như vậy. Rồi mỗi người ở một ô như thế này đúng không? Ví dụ như vậy đúng không? Mỗi người ở một ô như thế này thì nó gọi là apartment nhé. Rồi, bây giờ nó sẽ có một cái kiểu nhà như thế này nữa. Tức là nó xây một cái nhà như thế này, và cứ mỗi một như một một cái vạch theo hàng dọc như thế này đó, là cái như là người ta sở hữu từ dưới đất lên cho tới nóc nhà luôn nhé. Ví dụ như vậy thì nó gọi giống như là một căn nhà riêng của người ta vậy, nhưng mà những cái căn nhà riêng này nó không có kiểu biệt thự, tức là không có tách riêng ra nha, mà nó sát vách với nhau, gọi là nhà sát vách đó. Đó thì Việt Nam mình ở chen chúc với nhau đó, rất là nhiều cái trường hợp như thế này, tức là ở chen chúc với nhau, tức là nhà sát liền kề với nhau đó, mình gọi là nhà liền kề nhé. Đấy thì nó gọi là rạch kê hút, nó nằm tức là cái nhà nó nằm cùng với một cái dãy nhé, rạch kê nhé, là một cái dãy nhà nó nằm liền kề với nhau. Còn e nó bù lên nó tương đương với lại cái chữ biệt thự của mình, tức là một cái biệt thự, một cái căn nhà nào đó mà nó nằm riêng rẽ ra ha, nó không có, nó nằm tách biệt đó, không có liền kề với ai cả nha, thì mình gọi giống như là biệt thự, tức là mình gọi là cái e nó bù lên e nè, có nghĩa là một, bù lên là cái nơi sống nha, e nè tức là only one đó, là cái là vậy.
thì mình gọi nó giống như là nhà riêng nha, hoặc là gọi là biệt thự nha, hè này mùa đi. Bu đăng bin bạn muốn sống như thế nào nha? How do you want to live nha? How do you live? How do you want to live? Bu đăng bin bu là bạn muốn sống như thế nào? Ok, rồi bây giờ mình mở tiếp trang 90. Mình vào bài 1 luôn nha các bạn. Ok, các bạn chuẩn bị cho thầy trang 90. Ok. Trước khi vào bài 1 ha, thì mình nhìn phía bên tay trái, mình thấy cái chữ Monet đèn nè. Monet đèn nè. Monet có nghĩa là tháng nhé, nghĩa là năm. Là tháng đó nhé. Monet đèn nè, tức là nó cộng thêm ene, các bạn nhớ cái vấn đề thêm ene là gì là đúng không? Đó là danh từ thuộc thể xác định mà số nhiều này nhé. Tức là bây giờ mình sẽ nói về các tháng ở trong năm đây nhé. Các tháng ở trong năm, the months nhé. Các cái đường cái này, the months. Đó, ví dụ như vậy trong tiếng Anh nó dùng cái chữ giờ đằng trước để mà nó phân biệt là xác định nhé. Ok, Monet đèn nè, ví dụ vậy. Ok, thì trong một năm có 12 tháng, thì ở dưới này là tên của các tháng, và như thầy nói từ đầu rồi, các tháng ở Na Uy người ta không viết hoa nhé. Các tháng ở Na Uy người ta không viết hoa, người ta chỉ viết hoa tên riêng của một người, tên riêng của một quốc gia mà thôi, tại vì đó là một cái sự trân trọng nha. Người ta chỉ viết tên riêng của người, hoặc là tên riêng của một cái địa danh hoặc là quốc gia gì đó thôi, là thường người ta viết viết hoa nha, tên riêng đó, hoặc là một cái nhãn hiệu thương hiệu gì đó, thí dụ xe Tesla, xe Honda, xe Toyota vân vân, ví dụ vậy. Nhiều khi thậm chí có những người họ họ không biết hoa những cái chữ tên đó luôn, tại vì thật sự những cái đồ vật thì cũng chẳng có gì đáng để mà trân trọng. Thí dụ cái xe Honda người ta viết Honda bình thường thôi nha, Toyota người ta viết Toyota bình thường thôi nha nha các bạn, người ta cũng chẳng viết hoa đâu, nhưng mà mình muốn viết hoa thì mình viết hoa nha. Nhưng mà đặc biệt tên riêng của một người, chủ tên Hiệp nè, tên Cẩm Tú, tên Sương, tên Tracy, tên Duy vân vân ha, thì mình phải viết hoa chứ không là có chuyện đó. Hoặc là tên một cái quốc gia, tên một cái vùng đất nào đó người ta sẽ viết hoa nha các bạn nha. Thậm chí tên những cái vùng đất nhiều khi có nhiều người họ bỏ lỡ, họ cũng chẳng viết hoa nữa. Nhưng mà những cái vấn đề đó thì những cái vùng đất đó nó cũng chẳng có cãi cọ gì được với mình nha. Có những người họ viết Oslo như thế này nhé, rồi cũng có những người viết ví dụ là Sài Gòn viết bình thường như thế này nhé, không sao. Nhưng mà nếu mà mình muốn viết hoa mình vẫn được phép viết hoa, tại vì nó vẫn là tên riêng nhé. Nhưng mà đặc biệt hai cái mà mình không bao giờ mình được viết chữ thượng, đó là tên riêng của một người và tên riêng của một quốc gia nha các bạn. Các bạn nhớ điều đó, tên riêng của một người tức là mình tỏ cái thái độ mình trân trọng người khác, tên riêng của một quốc gia đó là mình tỏ thái độ mình trân trọng với lại quê hương của đất nước nhé. Còn những cái địa danh, ok, nay nó tên này mai nó tên kia cũng chẳng có sao cả. Thì tùy các bạn biết hoa hay không biết hoa, nhưng mà các bạn vẫn nhớ cái quy tắc là danh từ riêng là mình luôn luôn biết hoa đấy. Thì thí dụ như là January, February, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, thật sự nó cũng là tên riêng. Nhưng mà thầy không hiểu tại sao người ta vẫn viết chữ thường. Thầy chưa bao giờ thấy người nào viết những cái tháng này mà viết hoa bao giờ cả nha. Đại khái nó là như vậy, thì cái đó là tùy mỗi người đi, nhưng mà mình thấy rằng đa số những người Na Uy họ viết chữ thường thì thôi mình cũng viết chữ thường nha các bạn. Nhưng mà nhớ cho thầy, tên riêng của một người và tên riêng của một quốc gia luôn luôn mình phải có một cái sự trân trọng đặt lên trên đầu đó, đó là mình luôn luôn mình viết hoa. Ok, thì mình có tháng một là Janua, 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 các bạn nhớ mình phát âm giống như là mình viết xong mình đọc như vậy. Ya, đúng không? Ya này nè, nu nè, nhé, an, nhé. Đó là ba âm Janua, Janua. Đọc lẹ lên là Janua, 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 nha các bạn.
tập phát phát âm cái này. Rồi tới chữ februa, feb nó gần giống như có chữ bờ, mình mặc bậm cái môi lại cái februa à nha, februa. Nha, februa. Rồi, cái thứ ba là March. Các bạn nhớ có chữ RS cho thầy. Khi mà phát âm nó là âm S nhé. March, March, nha, March. Rồi, bây giờ mình tới chữ tháng 4 là April đúng không? Tiếng Na Uy đọc làm sao? April. Từ này hai âm nhé. April, 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 April. Rồi, tháng 5 nó gọi là Mai. Y chang như là tiếng Việt mình mờ ai mai ha, cô Mai ví dụ vậy ạ. Mai, ngày mai, mai nha, đọc là mai, kéo dài cái âm ra mai nha. Rồi tháng 6 nó đọc là Uni, Uni, Uni nhé. Tháng 7 nó là Juli, Juli, kéo dài cái âm Juli nha, July đó, June, July, Juni, Juli nha. Hãy đọc lại nè, April, April, Mai, Juni, Juli. Ví dụ như là mình đang ở trong tháng 7 đó, mình đọc là Juli nha các bạn. Ok, qua tháng 7 nha. Bây giờ tới tháng 8. Nha. Trong tiếng Anh chữ này đọc AU, nó đọc như là chữ O đúng không? O, August đúng không? O, August, August gì đó, đại khái như vậy. Nhưng mà trong tiếng Na Uy mình như thầy nói rồi, viết như thế nào đọc như vậy? Chữ này đọc là au. Ví dụ như là ai nhéo mình một cái au. Đại khái vậy. August. Goose. Nhớ cái âm u. Âm u, âm u này đọc đều đều tí. U, August, August nha. Nhớ có SC. August, August nha. Đọc nhấn giọng lên ở cái âm sau. August, August nhé. Rồi bây giờ mình tới tháng 9. Nó đọc là sẽ thêm September ha, tiếng Anh nó đọc là September, 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 gần đó đọc giống chữ bơ vậy, nhưng mà b chữ e nha, tại vì cái chữ er các bạn nhớ chữ er nó sẽ đọc gần như là chữ e nhé, chữ er giống như là dây r các bạn nhớ không, dây r student, dây r đọc là September, September nhé, nhớ cái âm đó. Rồi mình có October nhé, thật sự là đọc như tiếng Anh vậy, October nhé, October nha, October nha, đọc là B hay là B cũng được, October. Rồi mình có November, November, December, December, November, B nhé, còn là December, B nha, ví dụ như vậy. Ok nhé, đó là 12 tháng ở trong năm. Rồi các bạn có thể xem mấy cái clip hoặc là lên trên YouTube á, tìm ví dụ các tháng trong năm Innovation nha, sẽ có những cái người họ hướng dẫn cái cách đọc phát âm sao cho nó chuẩn bằng tiếng Na Uy nha. Thầy đọc nhiều khi thầy đọc theo cái cách của người vùng đông ở phía nam của Na Uy nha, người ta đọc như vậy. Còn nhiều khi ở những cái vùng khác, ví dụ vùng miền Trung, vùng miền Bắc, người ta đọc cái âm nó sẽ hơi khác khác tí xíu. Thì các bạn cứ nghe một người Na Uy đọc đi, rồi mình luyện lại nha. Chứ không có nhất thiết là phải theo thầy đâu.
thầy đang cố gắng thầy hướng dẫn để mà các bạn hình dung ra đọc như thế nào, nó bao nhiêu âm nhá, và chỗ nào mình nhấn giọng. Ví dụ cái chữ Januar, Januar nha, ví dụ như vậy. Thì thầy đọc rõ như vậy để các bạn hình dung cho nó dễ thôi. Ok, bây giờ mình lượt qua lại 12 tháng nha, thầy đọc qua một lần rồi các bạn có thể đọc theo hoặc là các bạn có thể xem sau nhé. Moned nè, Montes, Monten nha. Januar, Februar, Mars, April, Mai, Juni, Juli, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Nha, các bạn nhớ học thuộc mấy cái đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bài 1. Teresa hát mia ô dừa ra. Teresa has much to do nha, tức là Teresa có rất là nhiều việc để làm nha. Has a lot to do, much to do hay là a lot to do. Teresa has mia ô dừa ra. Rồi, anh sẽ đọc sơ qua cái bài này nha, sau đó mình sẽ dịch bài này nha. Bianca, a journalist in local avis, hun skan skrive om Sundvolt hotell och har en haptalet med Teresa klockan fyra. Bianca kommer till hotellet fem på fyra, men hun må vente i receptionen. Teresa har mye att göra och hun kan icke gå från jobben. Det är 16 maj och många gäster på hotellet. Gästerna ska fira 17 maj i byen och de har många spörsmål. Hvordan blir värre imorgon? Blir det sol? Blir det regn? Hvor går barnetoget? Teresa är sliten, men hon smiler och svarar. Nha. Ok, bây giờ anh sẽ dịch cái bài này cho mọi người nghe nha. Mọi người chú ý tí xíu. Bianca, a journalist in local avis. Cái chữ này đọc làm sao? Chua, chua. Na, list nha. Ai học tiếng Pháp thì đọc mấy chữ này nó dễ lắm. Journalist, chua. Nó đọc giống như là các âm chờ, rồi chữ giờ, chờ rua, chờ rua nha, chờ rua đọc là chua, 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 chua nổ, chua này, chua na list nha, journalist, journalist là cái người phóng viên nhé, journalist là cái người phóng viên, những cái người thường thường tường trình về những cái chuyến đi rồi này kia đó, mình gọi là blogger đó, ví dụ như vậy. Những cái người journalist, journalist là những cái người làm phóng viên nha, ví dụ như vậy. Bianca journalist in, tức là trong một cái gì đó. Local tức là local nha, tức là cái những cái vùng miền nhỏ nhỏ thôi, đại khái địa phương, mình gọi là local có nghĩa là địa phương đó. Avis là cái tờ báo. Avis nè, nó bằng cái chữ journal trong tiếng Anh nha, hoặc là bằng cái chữ mình gọi là newspaper cũng được nha. Cái chữ avis nó là một cái danh từ chung, còn trong tiếng Anh thì nó chia ra nhiều nhiều loại, không, từ một cái tập san hoặc là một cái tờ báo nhật báo hoặc là tuần báo, thời báo nha, hoặc là nguyệt san báo, ví dụ như vậy, tức là ra theo tháng vân vân hay gì đó. Thì cái chữ avis này nó chung chung lại nó gọi là một cái tờ báo nhé, một cái tờ báo newspaper. Thì local newspaper có nghĩa là một cái tờ báo địa phương. Bianca là một phóng viên làm việc trong một cái tờ báo địa phương nhé,
trong làm việc trong một cái tờ báo địa phương. Hun Scam Skriva là cô ấy sẽ viết viết cái gì? Viết về Skriva om. Skriva. O Skriva om. Có nghĩa là to write about gì đó nhé. Đây là một cái thành ngữ các bạn nên khi học những cái thành ngữ thì các bạn nên học nguyên một cái chữ như vậy luôn nhé. Tại vì nguyên một cái như như vậy nè, trong nhiều trường hợp mình sẽ dùng lại. Dù các bạn đi thi chẳng hạn, đi thi tiếng Anh Uy, người ta yêu cầu là bạn hãy viết về đất nước của bạn, bạn hãy viết về sinh hoạt của bạn ngày hôm qua, bạn hãy viết về những cái cảm nghĩ của bạn về cái vấn đề này, vấn đề kia, vân vân ha. Nó là oskrivom nhé, oskrivom nhé, các bạn nhớ. Hunskanskri và ông Sunvot Hotel, cô ấy sẽ viết về cái khách sạn Sunvot nhé, viết về cái khách sạn Sunvot. Oha em thạp thà lê, và cô ấy có một cái ap thà lê có nghĩa là cái appointment, một cái cuộc hẹn nhé. Ap thà lê nó là một cái cuộc hẹn, hoặc là ở trong nhiều cái trường hợp ví dụ khác thì nó có nghĩa là một cái cuộc giao kèo, một cái sự giao kèo nha. Cái chữ áp thả lên nó cũng có nhiều nghĩa lắm nha, nhưng mà nó gần như là một cái sự thỏa thuận nhé, thỏa thuận đôi bên đó, đại khái nó là như vậy. Thí dụ như là mình nói rằng tôi có một cái áp thả lên với lại bác sĩ, có nghĩa là tôi có một cái cuộc hẹn đi gặp bác sĩ để khám bệnh, ví dụ vậy. And áp thả lên, hoặc là tôi có một cái áp thả lên ở trên trường học đó, hoặc là tôi có một cái apartment với lại bên sở ngoại kiều là UDI, tôi có một cái apartment với lại cảnh sát, với sở cảnh sát. Alo, các bạn còn nghe thầy không? Các bạn bị mất tín hiệu. Dạ nghe thầy. Ok, vậy tốt rồi, vậy là bạn kia bị mất tín hiệu nhé. Thì cái chữ apartment có nghĩa là mình có một cái appointment, tức là một cái cuộc hẹn nào đó nhé, về danh từ đó, hoặc là có một cái cuộc thỏa thuận với ai đó. Thì tôi có một cái appointment với lại cô bạn của tôi là chúng tôi sẽ gặp nhau vân vân ở chỗ đầu cầu lúc mấy giờ vân vân nhé. Thì cái chữ appointment nó có nhiều nghĩa tùy theo cái ngữ cảnh của nó, mình dịch nó khác nhau nha. Thì Bianca là một người phóng viên làm việc trong một tờ báo địa phương, cô ấy sẽ viết về cái khách sạn Sunvot, bởi vậy cho nên cô ấy có một cái cuộc hẹn nhé để gặp Teresa. Teresa chắc là cái người làm việc ở cái khách sạn đó đó, lúc 4 giờ nhé. Lock coffee ra. Các bạn để ý một cái điều nữa, ở trong tiếng Na Uy đó, ở bên Na Uy đó người ta xài đồng hồ là 24 tiếng đồng hồ, không có phải xài 12 tiếng đâu. Cho nên khi mà nói lúc 4 giờ đó thì mình sẽ hiểu nó là 4 giờ sáng nha các bạn. Còn nếu mà người ta muốn hẹn 4 giờ chiều đó thì người ta thường thường thêm cái chữ in the afternoon, đúng không? Hoặc là in the morning, in the afternoon. Trong tiếng Anh nó gọi là AM với lại PM nha. Thì trong tiếng Na Uy nó sẽ là nói là home morning hoặc là ông mòn, hoặc là ông eftermiddagen đạt nhân, hoặc là eftermiddagen đạt nhân nha, tức là in the morning hoặc là in the afternoon. Thì thật sự thì cái bài này người ta gọi là gặp nhau lúc 4 giờ, hẹn gặp nhau lúc 4 giờ, thì thầy nghĩ 4 giờ này là 4 giờ sáng á, chứ không phải là 4 giờ chiều đâu. Thường thường bốn ở khách sạn người ta tới làm việc rất là sớm nhé, có khi người ta làm suốt đêm, người ta làm rất là sớm, và thường thường thì tới sớm để mà phỏng vấn, ví dụ như vậy. Còn 4 giờ chiều là cái giờ tan tầm, người ta rất là mệt, ít khi mà người ta phỏng vấn trong cái giờ đó lắm nha. Cho nên thầy đoán cái này là lúc 4 giờ sáng. Bianca còn Martin Hotel là femme pauvre ra. Cái cô Bianca này đi tới khách sạn lúc 5 phút nữa thì tới 4 giờ. 5 phút nữa thì tới 4 giờ có nghĩa là 3 giờ 55 nhé, hoặc là 4 giờ kém 5. Femme pauvre, tức là còn 5 phút nữa thì nó đi tới 4 giờ.
Các bạn nào mà vẫn chưa hiểu về vấn đề đồng hồ đó thì coi lại cái bài về thời gian về đồng hồ nha. Ráng hiểu được cái vấn đề đó. Bianca tới khách sạn lúc 4 giờ kém 5. Men hun mô vente y reception nâng. Nhưng mà cô ấy phải chờ ở cái reception nâng, tức là cái quầy tiếp tân á, cô ta phải chờ ở cái quầy tiếp tân. Teresa Hamuyo vừa ra, cái cô Teresa đó có rất là nhiều việc để làm. Ohun kan ikago fra Japan, và cô ấy không thể, she cannot go from work, tức là cô ta không thể nào rời việc ra được đó ha, để tới cái buổi phỏng vấn. Hai người đã hẹn nhau xin lỗi các bạn, hẹn nhau lúc 4 giờ nhá. Nhưng mà Teresa, bà Bianca bà tới sớm trước 5 phút, nhưng mà Teresa vẫn còn nhiều việc để làm quá, và cô ta không thể ra để mà tiếp cái người phóng viên được. Tiếp nha. Size tình mai, size tình mai, size tình nè nha. Đó là cũng là một cái cách đếm theo số thứ tự. Hôm nay là ngày thứ 16 trong tháng 5 nhé. Hôm nay là ngày thứ 16 trong tháng 5. Ôm bằng nghe về Stepo Hotel này, và có nhiều vị khách đang ở trong cái khách sạn này nha. Guest là những người khách nha, tức là customer đó, hoặc là visitor nha, hoặc là guest trong tiếng Anh. Hôm nay là ngày 16 tháng 5. Oh, many guests are at the hotel. Có nhiều vị khách đang ở hotel. Yes, là những cái vị khách này nè. Scan phay ra có nghĩa là celebrate, có nghĩa là ăn mừng nha. Ngày 17 tháng 5 ở trong cái thành phố này. Ngày 17 tháng 5 á, ở Na Uy đó là cái ngày Quốc Khánh nha các bạn. Đó là cái ngày trọng đại nhất trong năm. Cho nên thường thường người ta mừng cái ngày này rất là lớn. 17 tháng 5 hôm rồi qua rồi. Thì thường thường là một là người ta sẽ mừng ở cái khu người ta ở. Nhưng mà cũng có những người họ sẽ về thăm ông bà nội, ông bà ngoại, vân vân ha, thì họ sẽ thu xếp họ đi xa một chuyến. Đó. Hoặc là người ta không thích ăn mừng ở nhà, người ta thích thay đổi cái bầu khí, thì người ta có thể tới thuê một cái khách sạn nào đó người ta ở. Thí dụ như là nhiều người biết là thí dụ trên trên phố trung tâm phố thủ đô ví dụ vậy, có một cái con đường, tức là tất cả các đoàn diễu hành người ta sẽ đi ngang qua đó hết, thì người ta mới thuê một cái căn căn phòng ở trong một cái khách sạn cao cao đó trên cái con đường đó, để người ta có thể đứng ở trên ban công người ta nhìn xuống xem cái đoàn diễu hành, rất là thú vị các bạn ha. Đó là lý do tại sao vào những cái ngày này á, thì thường các khách sạn nó rất là đông người nha, rất là đông khách là vậy. Người ta không có sống ở nhà nữa, người ta tới một cái khách sạn để thay đổi không khí cho nó có cái gì đó giống ăn mừng ngày lễ, giống như các bạn gì đó ha, ngày 30 tháng 4 hay là gì đó, 1 tháng 5 hay gì đó, thường là ít khi ở cái nơi mình sống đó mà kéo đi một cái thành phố khác, kéo ra biển chơi, kéo ra chỗ này chỗ kia chơi, thì ở bên này cũng vậy, người ta hay hay vào thành phố hoặc là tới những cái khách sạn người ta ở ha, những cái vùng khác người ta ở. Đó lý do tại sao. Thì hôm nay là ngày 16 thì có rất là nhiều vị khách đang ở cái khách sạn này, và những cái vị khách này thì sẽ ăn mừng ngày 17 tháng 5 ở trong thành phố này nha. Odiham bằng nghe Sportsmon, và họ có rất là nhiều cái câu hỏi, rất là nhiều cái nghi vấn nha. Sportsmon là những cái câu hỏi ở trong đầu. They have many questions. Thí dụ như là họ thắc mắc nè, Vudanli và Raymond, thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? Đúng không? Vudanli và Raymond, thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? Brilliant, tức là ngày mai trời nắng chứ, hay là Blida, hay là trời sẽ trở mưa nhé. Sun có nghĩa là mặt trời, nhưng mà cái nghĩa bóng á có nghĩa là nắng nha. Khi nào mà mình nhìn thấy có mặt trời có nghĩa là có nắng nhé. Người ta có cái câu hỏi như thế này, Blida có nghĩa là trời sẽ nắng hay sao, tức là trời có mặt trời hay không, hay là Blida hay là trời sẽ chuyển mưa. Vu đăng, vu go bàn nè thò ra. Vu go tức là sẽ đi đâu nha, đi đâu, go where. Bàn nè thò ra. Cái ngày 17 tháng 5 á, ở Na Uy đó, ngày Quốc Khánh Na Uy đó, thì thường thường người ta không có phô diễn về vấn đề quân sự nha. Tức là sẽ không có xe tăng chạy rầm rầm hay là kéo những cái khẩu đại bác hay là lính đi duyệt binh này kia gì đâu.
Mà ngày 17 tháng 5 á, là cái ngày lễ hội người ta gọi là cái lễ hội dân tộc. Thì thường người ta sẽ đi diễu hành bằng những cái đoàn người nha. Thì thường thường phổ biến nhất á, là để cho các em học sinh tiểu học, trung học nha. Họ đi nha. Cứ mỗi một cái thành phố như vậy có cỡ chừng 100 trường. Cứ mỗi một trường như vậy thường thường người ta đi hết cả lớp hoặc là nhiều lớp đi chung nhau thành những cái đoàn dài. Cho nên các bạn mà có dịp mà xem trên YouTube á, coi về ngày Quốc khánh Na Uy thì sẽ hiểu. Tức là người ta đi diễu hành từng trường một cứ nối đuôi nhau nha. Và có những cái ban nhạc đi phía đằng trước, người ta đánh trống thổi kèn đại khái vậy cho nó xôn tụ nó vui lên nha. Thì cho nên từ đó nó mới có cái sự xuất hiện của cái chữ bom nó thò nha. Bom nó có nghĩa là children, tức là trẻ nhỏ nha. Thò nha. Cái chữ talk á, nó nghĩa đen của nó là cái xe lửa. Nghĩa đen của nó là cái xe lửa nhé. Nhưng mà cái nghĩa bóng của nó đó, tức là các em bé đó, nó nối đuôi nhau nha, nó dắt tay nhau, nó đi thành một cái dãy dài, gì chỉ là những cái chuyến xe lửa rồng rắn vậy đó, thấy không? Đó. Cho nên từ đó nó có cái chữ bom để thốt, bom để thò kia, có nghĩa là cái chuỗi các em bé đi nha, đi xếp hàng đó, đi một chuỗi dài như là những cái chuyến xe lửa vậy đó, những cái toa xe lửa đại khái như vậy. Hình dung ra không? Các bạn hình dung ra không? Cái chữ talk có nghĩa là train trong tiếng Anh nhé. Train trong tiếng Anh là cái xe lửa đó. Nhá. Nhưng mà cái này là children train, mình phải hiểu theo cái nghĩa không phải là cái xe lửa con nít mà là cái đoàn rước của những đứa bé nhé. Do những đứa bé đi nha. Thì những đứa bé nó đi theo cái đoàn rước, nó sẽ đi hướng nào, đi đường nào. Thường thường cứ mỗi một năm cái ban tổ chức sẽ có một cái quyết định ha. Ok, sẽ đi từ điểm A cho tới điểm B, rồi sau đó rồi quẹo trái quẹo phải gì đó rồi đi tiếp vân 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 vân. Thì nó sẽ có một cái lộ trình để cho những đứa bé nó đi nha. Ví dụ vậy, cho nên người ta mới thắc mắc. Để mà thắc mắc, người ta muốn biết để làm gì? Để người ta có thể đứng đó chờ sẵn xem con cái của mình nó đi tới, hoặc là xem những đứa trẻ nó đi hướng nào nha. Đại khái là vậy. Để người ta đứng dọc dọc hai bên đường vậy thôi đó mà. Ok ha. Teresa Aslitten. Teresa là cái người làm ở chỗ khách sạn đó. Slitten có nghĩa là mệt rồi, tired nha. Teresa is tired. Cô Teresa thì mệt mỏi rồi. Med Tunsmile Osvara. Thì sau khi cô ta làm xong rồi, đúng 4 giờ là cô ta ra gặp cái cuộc hẹn với lại Bianca nha, để được phỏng vấn nha, cho cái tờ báo. Nhưng mà cô ấy vẫn mỉm cười và trả lời cho các câu hỏi phỏng vấn nha. Men Tunsmile. Smile là mỉm cười, Svara là trả lời nha. Tức là answer đó, smile and answer nha. She still smiles and answer. Ok, trả lời nè. And yes có nghĩa là một người khách nha, một người khách ở trong khách sạn. Bây giờ Teresa hình như là đang ở chỗ cái quầy tiếp tân đó. Cô hình như Teresa là cái người làm việc ở chỗ quầy tiếp tân nha. Cô ta là receptionist, làm việc chỗ quầy tiếp tân. Thì có một người khách tới hỏi: Vu stopper busen den stopper po den andra sidan apgata no go den den go back vakter Bulang Adetin Centrum. Ok, mình dừng chỗ này nha. Vị khách tới cái quầy tiếp tân và hỏi: Vu stopper busen, cái xe buýt nó dừng ở đâu? Đấy, có lẽ là vị khách này muốn đi xuống dưới phố nha, và muốn đón xe buýt, cho nên tới hỏi cái ở quầy lễ tân: Vu stopper busen, where the bus stop nha. Where does the bus stop? Có nghĩa là cái xe buýt dừng ở đâu vậy? Tôi có thể đón xe buýt ở chỗ nào? Đại khái vậy. Then stopper po den andra sidan apgata. It stops on the other side of the street nha, opposite đó, hoặc là on the other side of the street. Nó dừng ở phía bên kia đường kia nha. Thí dụ cô ta đang đứng ở quầy tiếp tân đây, cô ta chỉ ra ngoài đường, cái xe buýt nó dừng ở phía bên kia đường nha, phía bên kia đường. Then stopper po den andra sidan apgata. No go then. Khi nào thì nó đi nha. Mình phải hiểu là khi nào thì xe buýt chạy nha, hoặc là khi nào thì xe buýt tới. No go then. Khi nào thì giờ nó khởi hành đấy, đại khái như vậy. Khi nào thì nó khởi hành. Then go back to our
Các bạn nhớ quarter có nghĩa là một phần tư nha, về vấn đề thời gian đó nha, a quarter đó. Thì xe buýt nó cứ chạy cứ 15 phút là nó có một chuyến nha, cứ 15 phút có một chuyến. Thì mỗi 15 phút each quarter nha. Each hoặc là every 15 minutes nha, minutes. Cứ 15 phút có một chuyến. Vu Lan Adertin Centrum từ đây cho tới trung tâm là bao xa? Vu Lan tức là how long? How long is it nha? Vu Lan Ada ha, tức là how far hoặc là how long cũng được. Ada tin centrum tức là cho tới trung tâm, centrum có nghĩa là central nha. Đi tới trung tâm thì hết bao lâu hoặc là bao xa nha. Chỗ này là mình dịch theo cái nghĩa bao xa. Lang có nghĩa là how long đó, tức là bao xa nha, chứ không phải hỏi về thời gian. Ok nhé. Anh đọc lại một lần nữa cái bài này nhé, rồi các bạn có thể đặt câu hỏi nếu chỗ nào chưa hiểu. Teresa Hamiojura, Bianca Acunalis, Ian Lokanavis, Tunskan Skriva om Sunvot Hotel, Oha en Aptale med Teresa klokka fire. Bianca kommer til hotellet fem på fire, men hun må vente i resepsjonen. Teresa har mye å gjøre, og hun kan ikke gå fra jobben. Det er 16. mai, og mange gjester på hotellet. Gjestene skal feire 17. mai i byen, og de har mange spørsmål. Hvordan blir været i morgen? Blir det sol? Blir det regn? Hvor går barnetoget? Teresa er sliten, men hun smiler og svarer. En gjest. Hvor stopper bussen? Den stopper på den andre siden av gata. Nå går den. Den går hvert kvarter. Hvor lang er det til sentrum? Ok, các bạn có đặt câu hỏi gì không? Cho em hỏi xin ơi. Ừ. Cái câu đen go vắt vắt tê đó, sao chữ vắt thêm tê vậy? Ok, quạt tê tại vì chữ quạt tê nó là em hay là em? Cái này là mỗi mà. Cái chữ vắt đúng rồi, nhưng mà cái chữ quạt tê đó, anh đang hỏi quạt tê nó là em hay là F? Nó là hình chân hay là intention? S và T. Ok, nếu mình nó là S và T thì cái tính từ ở đằng trước mình cũng phải dùng tương đương nhá, mình thêm T vào nhá. Ủa cái mỗi mà tính từ hả? Đúng rồi nha. Ok, thí dụ như là mình có cái chữ nó cũng có thể nó là tính từ hoặc là nó cũng có thể là trạng từ nhá, nó bổ túc cho cái chữ go nhá. Ok nhá. Thường mình sẽ xét theo hai dạng. Mình sẽ xét theo hai chiều. Thí dụ như là cái chữ vật nhé. Rồi mình có cái chữ vát ở đằng trước. Rồi đằng trước chữ vát mình có cái chữ go. Ok, mình sẽ phân tích nó ra một tí xíu. Thường thường mình hiểu, mình nhớ cái quy tắc là tính từ luôn luôn đứng trước danh từ nhé. Tính từ hoặc là trạng từ nhá, nó sẽ đứng trước danh từ nhá, và đằng trước nó là động từ, đúng không nè? Tính từ nhá không bao giờ đứng sau cái danh từ cả, cho nên có thể cái chữ vát này nó đi nó bổ túc cho cái này, mà cũng có thể nó bổ túc cho cái này nhá. Thì bây giờ bạn đang thắc mắc là tại sao có chữ T ở đây, thì cũng có thể là do cái này nó là intention nha. Cũng có thể là do cái này nó là intention. Nếu mà thật sự cái này nó là intention đó, thì nó cái này nó có nghĩa là nó là tính từ, tại vì nó có chữ T đây. Mà nếu mà cái này có chữ T đó, mà cái này là hành xuân hoặc là hình xuân nha, thì có nghĩa là cái này nó không phải là bổ túc cho cái tính từ này đâu, mà nó là bộ nghĩa cho cái động từ đằng trước này nhé. Thì nó là trạng từ nhé. Thì nó là một trong hai. Thì bây giờ các bạn có thể
mở từ điển ra coi dùng cho thầy cái chữ vát này nè, thật sự nó là tính từ hay là nó là trạng từ nha, thì mình biết là nó sẽ bổ túc cho cái động từ hay là nó là bổ túc cho cái danh từ phía đằng sau nha. Cái đó các bạn có thể tự tìm hiểu đấy, mình tập tìm hiểu mấy cái này nha. Ok nha, tức là mình tập phân tích nó ra để mình biết nó nha, tại sao nó có cái chữ T. Rồi ok ha. Ok, các bạn có thắc mắc gì nữa không? Ok, mình đi tiếp nhé. Teresa nói chuyện tiếp với khách nè. Đã 3 km, men me bus tha đe bà ra 7 minuter. Đã áp ra, nó sẽ tới bàn nó thỏa ghế im ổn. Đã sẽ tới cổ cani. Thắp phở dẹp bên, bà ra hì kê li, hà ra nợ kên tin rung nụ mơ tre nôn sex, hoặc là tre hùn rô sex. Đã ai tre dẹ a tà xa, hai sân a đàr bụ ta. Nha, mình tiếp tục cái cuộc hội thoại nha. Teresa nói chuyện với khách. Lúc nãy là khách hỏi là từ đây cho tới trung tâm phố thì hết bao xa đúng không? Hết bao xa vu lăng. Teresa trả lời. De a 3 km, silo, silo, đọc như chữ sờ nha. Kilometer. Nó thì là 3 cây số. De a 3 km, 3 cây số. Từ đây cho tới tầm trung, cho tới trung tâm phố là 3 cây số. Men me bus. Nhưng mà nếu mà lấy xe buýt đi đó thì de tha ba ra 7 minuter thì mất có 7 phút thôi nha. 3 km nếu mà mình đi bộ đó thì mất cũng có chừng nửa tiếng đồng hồ chứ không phải không đâu nha. Nhưng mà nếu mà đi bằng xe buýt nha thì nó chỉ mất có 7 phút thôi. Men me bus tức là with the bus nha, with the bus thì it takes only 7 minutes nha, chỉ mất có 7 phút thôi. Thì vị khách mới nói de abra. Ok, tốt lắm. Ổn. De abra is good. No started, started tức là bắt đầu nha, to start đó. No started, bạn nó thổ cái imon. Ngày mai những cái đứa trẻ nó đi diễu hành á, bắt đầu khởi đầu lúc mấy giờ nha, starter là start đó nha. Ngày mai những đứa trẻ nó đi diễu hành bắt đầu lúc mấy giờ? De starter clockani 9 giờ bắt đầu nha. De starter clockani it starts from 9 nha. Ví dụ như vậy. 9 o'clock từ lúc 9 giờ. Thank for Japan, cảm ơn vì sự giúp đỡ nha, vị khách họ cảm ơn Teresa. Cảm ơn vì sự giúp đỡ. Bara Higley không có chi. Had under can, had under can. Đây là cái chìa khóa nhá dành cho cái phòng số 306. Tin room number 306 nhá. Had under can. Tin room number 306 nhá. Đây là cái chìa khóa cho cái phòng số 306. There are three etages. Nó ở trên tầng 3 nha, tầng thứ 3. Mình có cái chữ three nha. Three có nghĩa là 3 nha. Còn thứ 3 thì nó đọc là three nha. Three nha, âm D câm nha. Three nha nha. Em số 1. Tầng đầu tiên nó gọi là first nhá, hoặc là first nha. First có nghĩa là ví dụ tầng thứ nhất. Two là số 2. Nó sẽ đọc là andra. Andra, andra có nghĩa là tầng thứ nhì nha. First andra treja nhá. Tức là thí dụ như là ở trong lớp có 3 đứa học sinh giỏi nhất, đứa đứng hạng nhất nó gọi là first, đứa đứng thứ nhì gọi là andra, đứa thứ ba thì nó gọi là treja nha. Đứng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba đó đại khái vậy. Hoặc là lầu thứ nhất, lầu thứ nhì, lầu thứ ba. Tại sao có cái trường hợp này? Để người ta phân biệt, để phân biệt với lại số đếm 1, 2, 3 nha. Thí dụ như là bây giờ thầy có một cái khách sạn đi, một cái mini khách sạn ha. Thí dụ như là tại vì cứ mỗi một cái quốc gia người ta có những cái cách nhìn nhận khác nhau nhé.
Thí dụ như là ở nhiều quốc gia thì người ta gọi cái tầng này là tầng trệt nhá. Nhá, người ta gọi cái tầng này là tầng trệt ở trên mặt đất á, người ta gọi là tầng trệt. Rồi cái tầng đầu tiên người ta mới gọi là tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Thầy nói ví dụ như vậy đúng không? Các bạn biết rồi mà. Nhưng mà ở nhiều nơi khác á, người ta tính cái tầng mà ngay sát mặt đất bắt đầu từ số 1 rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn hiểu chưa nào? Mỗi một cái quốc gia người ta có một cái quan niệm riêng nhé. Thí dụ như Việt Nam mình á, ha, thì theo cái cách đọc của Pháp đó, mình gọi cái tầng dưới cùng này là tầng trệt nhé. Rồi bắt đầu mới là tầng ở trên đầu mình á, mới là tầng 1 ha, lên lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4 nha các bạn nhé. Nhưng mà ở nhiều quốc gia khác á, ngay chỗ này vừa bước cửa vào đó là người ta đã gọi là tầng 1 rồi nha. Nha, số 1, người ta đếm từ 1 lên trên, ví dụ thầy nghĩ là bên Mỹ nó vậy, first floor, second floor nha, ví dụ như vậy. Thì do mỗi nơi nó khác nhau thôi nha. Rồi các bạn lưu ý một cái nữa, thí dụ như là bây giờ mình nói là tầng N, tầng 2, tầng 3 thì nó sẽ gặp một cái trở ngại như thế này. Nhiều khi cái tầng 4 này nè, thầy thích nó gọi nó là tầng M thì sao? Ví dụ vậy, thầy gọi cái tầng này là tầng M thì sao? Các bạn hiểu không? Cho nên thành ra người ta sẽ sử dụng cái số đếm thứ tự ở bên này để người ta định nghĩa được, tức là nó có một cái sự thứ tự sắp xếp ha, có lớp có lang đại khái như vậy. Tầng thứ nhất, tầng thứ nhì, tầng thứ ba, tầng thứ tư nhé. Chứ còn không người ta không có gọi bằng số nhé. Việt Nam mình thì cứ hay quen là tầng tầng 13, tầng 14, tầng 15. Nhưng mà thật sự phải nói là tầng thứ 13, tầng thứ 14, tầng thứ 15 mới đúng. Các bạn hiểu chưa nè? Đấy. À, nhưng mà trong tiếng Việt của mình nuốt mình bỏ cái chữ đó đi, nhưng mà mình phải hiểu ngầm đó là tầng thứ nhất, tầng thứ nhì và tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm nha. Nhưng mà mình cứ gọi là tôi sống ở trên tầng 5 nha. Nha. Nhiều khi tầng 5 nó lại là tầng 4 so với các nước khác thì sao? Nha các bạn hiểu không nè? Cho nên người ta dùng cái chữ first floor, tức là cái nền đầu tiên người ta gọi là first floor nha. Rồi cái second floor, third floor nha, fourth floor, fifth floor, ví dụ như vậy nha, để gọi theo cái thứ tự nha. Cho nên nó có etage, etage tức là cái tầng nha, etage là cái tầng. Tầng thứ ba là mình phải hiểu, mình đang đứng ở trên tầng 1 nha, tức là cái nền đất nè, mình đi lên tầng thứ hai nha. Rồi tầng thứ ba là ở trên tầng 3. Hai sân Adabut, hai sân là cái cầu thang máy nhé. Cái cầu thang máy thì ở đằng kia nhé. Tức là vị khách này là chắc mới bắt đầu đi vào trong khách sạn thôi, lại cái quầy reception rồi hỏi lung tung, rồi xong rồi cái cô này có đưa chìa khóa cho họ lên trên phòng nhé. Đây là chìa khóa đi lên phòng 306, nó nằm ở trên tầng 3 và cái cầu thang máy thì nằm ở đằng kia kìa nhé. Ok được chưa nè? Các bạn có thắc mắc gì về cái khúc này không? Rồi nếu không có mình đi tiếp nhé. Endali bli destila oteresa kansna kamabi anka. Endali có nghĩa là at last nhé, finally, finally, sau cùng rồi thì bli destila, tức là nó trở nên im ắng. Stila có nghĩa là im ắng, im lặng nhé. Silence, quiet nhé. Finally is quiet có nghĩa là khách khứa này kia đi lên trên tầng hết rồi, thì bây giờ cô Teresa có rảnh rỗi đây, lúc này trong khách sạn chỗ quầy tiếp tân nó im ắng. Endeli bli destida o Teresa cansna kem Bianca, và Teresa đã có thể bắt đầu nói chuyện với lại Bianca được rồi nhé. Teresa có thể nói chuyện với Bianca. Ok bây giờ bắt đầu hai người đó nói chuyện nhau nha. Bianca là journalist đúng không, là cái người phỏng vấn làm việc cho cái tờ báo, phóng viên. Còn Teresa là receptionist có nghĩa là làm việc ở quầy lễ tân. Ô nha. Ok ha. Ok bây giờ bắt đầu cuộc nói chuyện giữa Teresa và Bianca. Hi Bianca. No ajai fadi po yoben. Can we try something mai osna ka samman?
Dạ dạ nè, so hì kì lì. Bì lì bì stò ư tân phòr. Vè xì đàn áp áp thè kết. Đà áp phìn. Dạ hà ít kì mát dè mè. Mèn vì kàn stòp bè. Vè en mát bì tít. Ô sò bè lít mát. Lì kì đù pì sà. Dạ sàn phần gà lì. Mèn dạy trè ngè ít kì mát thè rè sà. Dù, đà hì kì lì ô spì sơ sà mân. Ô dạy à vèn đi sùn tân. Hi Bianca, xin chào Bianca. No ayay fadi, no ayay fadi. Now I'm finished nha. Bây giờ thì tôi đã xong nha. Thì tôi đã xong việc rồi. Fadi po yopen có nghĩa là xong việc, kết thúc công việc nha. Tôi đã xong việc rồi. Ok ha. I'm done at work. Tức là tôi đã xong việc rồi. No ayay fadi. Now I'm done. Tôi đã xong việc. Nha, phô dọc bên. Scan vi trajem tin máy. Dem tin máy. Tức là nhà của tôi nha. Nhà đó, nhà của ai? Dem. Dem mình phải hiểu theo cái nghĩa là nhà. Nhà đây là một cái nơi ở nha. Nha, nó khác với lại cái chữ house là hus nha. Khi mà mình nói tới hus hoặc mình nói tới livelihood apartment á, tức là mình nói tới một cái gì đó nó có nghĩa về vật chất nha, có bốn bức tường nha. Còn cái chữ gem này là theo cái nghĩa tinh thần, tức là về lại cái máy ấm của mình nha, về lại một cái máy ấm của mình. Thì cái chữ gem này tức là cái nơi mà mình sinh sống, thật sự dịch ra nó sẽ là cái miếng đất mà mình sinh sống, mình ở trên đó nha, ví dụ như vậy. Nhưng mà trong tiếng Việt mình thì dịch là nhà hết. Tôi đi về nhà dây go gem nha. Nhưng mà cái gem này có thể tôi đang ở trong một cái căn nhà riêng, có thể tôi đang ở trong một cái căn hộ chung cư thì mình không biết. Mà mình phải hiểu cái chữ gem này có nghĩa là một cái nơi ở mà mình ở thường xuyên nhá. Nhá, tiếng Việt mình đều dịch là nhà hết. Tôi đi về nhà. Nhưng mà cái nhà này đừng có hiểu theo cái nghĩa là vật chất nhá. Nhà vật chất có nghĩa là house hoặc là livelihood. Nhá. Còn dây go gem tức là tôi đi về nhà, cái nhà này là cái nơi mà mình sinh sống. Gem tin may. Tức là nhà, tin là mình hiểu theo cái nghĩa là tu đúng không nha, nó thuộc về ai? Tin mày, em tin mày có nghĩa là cái ngôi nhà đó thuộc về tôi, ví dụ như vậy ha, là cái chỗ mà hướng về tôi hay là tôi hay đi về cái chỗ đó nha. Em tin mày hoặc là em tin đây nha, chúng ta đi về nhà bạn hay là đi về nhà tôi, ghé nhà tôi đi ha, ví dụ vậy. Trong tiếng Việt mình gọi là vậy đó. Scan vi dra yam tim mai, tức là chúng ghé về nhà của tôi nhé. Nhá, ví dụ như vậy, giống trong tiếng Việt mình gọi là ghé về nhà của tôi nha. Và snack cho salmon và chúng ta có thể nói chuyện cùng với nhau nhé. Ví dụ vậy. Tức là Teresa bây giờ thì làm việc xong rồi, tiếp khách vị khách cuối cùng xong rồi thì mới hẹn với Bianca, hay là bây giờ đi về nhà tôi rồi phỏng vấn ở nhà tôi nha cho nó yên tĩnh. Đại khái nó là như vậy nha. Đại khái vậy. Scanvitra yam tin mai osnaka samman. Dạ dạ na, vâng, rất là mong như vậy. So hui gali, rất là hui gali, tức là rất là vui vẻ. Các bạn phải hiểu là ở bên Na Uy á, khi người ta mời một người nào đó về nhà là tại vì rất là thân mật nha các bạn. Thường thường Bianca là một cái người journalist hay là một người phóng viên thì hiếm khi người ta đưa về nhà lắm. Có thể ngồi ở trong một cái văn phòng, có thể ngồi ở ngay chỗ làm việc hoặc là ra đường ngồi trong một cái công viên nào đó làm phỏng vấn cũng được. Nhưng mà cô Teresa có mời Bianca về nhà. Đó, đó là một cái điều rất là vui vẻ, một cái điều rất là thân mật nha. Đó là lý do tại sao Bianca cảm ơn và sau đó phát biểu là oh, so hi gali nha. So hi gali, thật là vui vẻ, so happy, đại khái như vậy. Mình nói giống như là thật là vinh hạnh đó nha. Thật giống như là trong tiếng Việt mình có thể mình nói là so nice, có nghĩa là sao mà tôi vinh hạnh quá vậy, đại khái như vậy. Được bạn mời về nhà, đại khái như vậy nha. So hi kali. Bin lên bin sto uten for. Cái xe hơi của tôi. Cái xe hơi của tôi, my car. Sto uten for. Uten for là phía bên ngoài. Sto có nghĩa là đứng. Đứng phía bên ngoài nha. Thì trong tiếng Việt của mình sẽ dịch là cái xe của hơi của tôi để phía bên ngoài. Mình dùng cái chữ để. Nhưng mà ở trong tiếng Na Uy nó lại dùng cái chữ sto. Tại vì xe hơi nó có bốn cái bánh, người ta tưởng tượng nó giống như là người vậy, có bốn cái chân, đại khái vậy.
cho nên người ta dùng cái chữ store nha. Cái nào mà nó nằm ngang á, thì người ta dùng cái chữ liệt ra nha. Thí dụ cái ly, cái chiều cao nó hơn cái chiều rộng thì người ta gọi là store. Mình nói là cái glass này store poubre đúng không? Nó đứng ở trên cái bàn nha. Nhưng mà nếu mà nó nằm ngả xuống á, cái chiều dài hơn cái chiều cao thì người ta lại dùng cái chữ liệt ra. Tức là cái ly đang nằm ở trên cái bàn nha. Các bạn hiểu cái chỗ đó. Trong tiếng Na Uy nó dùng cái chữ store hoặc là liệt ra, tùy theo cái vật chiều cao hoặc là chiều ngang nó nằm hay là nó đứng. Thì cũng vậy, cái xe hơi này thì nó đang đứng ở ngoài kia nha. Tức là cái xe hơi của tôi đổ ở bên ngoài kia. Where sitting up, tức là by the side of, tức là sát bên cạnh cái apotheket. Apotheket là tiếng Latin, có nghĩa là cái tiệm thuốc tây, pharmacy đó nha. Ở bên ngoài một cái tiệm pharmacy nha. Ở bên ngoài cái tiệm thuốc tây. Xe hơi của tôi đổ phía bên ngoài, sát bên cạnh cái tiệm thuốc tây nha. By the side of the pharmacy. Rồi. The affin. Tốt quá nha. Tốt rồi. Dây ho ikamot yem. Tôi không có đồ ăn ở nhà nha. Dây ho ikamot yem. Men we can stop. Nhưng mà chúng ta có thể dừng. By về Enmart Boutique nha, ở bên cạnh một cái tiệm bán đồ ăn nha, bán thực phẩm. Osherpelitmat và Sherpel là mua một ít đồ ăn nha. Ở nhà tôi hết đồ ăn rồi, nhưng mà trên đường về nha, chúng ta có thể dừng lại ở bên một cái siêu thị nào đó và mua một chút đồ ăn về nhà nhé. Đại khái là vậy. Li kadu pizza, bạn có thích ăn pizza hay không? Ya san phun gali, vâng. Tất nhiên rồi. Sinful gali có nghĩa là of course, là đương nhiên, tất nhiên. Men dây thành nghe ikamot Teresa. Nhưng mà tôi không có cần ăn uống gì đâu Teresa nhé. Đại khái vậy. Tức là Bianca tại vì cổ là khách mà, cho nên cô cũng ngại. Thật sự thì nếu mà Teresa không có đói bụng á nha, thì thôi cũng không cần thiết mua đồ ăn đâu, tại vì tôi cũng chưa có đói. Đại khái nó là vậy. But I don't need food Teresa nha. Dây thành nghe ikamot Teresa. Teresa mới nói you có chứ nha. Mình để ý khi nào dùng you, tại vì ở trên nó là một cái câu phủ định ha. Not, tôi không cần đồ ăn, tức là đừng có bày vẽ làm chi, đừng có bày vẽ ăn uống chi cho nó mất công Teresa. Cô Teresa lại nói you có chứ, đã tới nhà thì không trà phải nước, thấy không? Không nước thì cũng phải có trà, không không có bánh kẹo thì cũng phải ăn phở, ví dụ vậy nha. You đã officially auspiciousman nhé, rất là vui vẻ để mà ăn uống cùng với nhau. Tại vì thật sự Teresa cô làm việc thì chắc cô cũng mệt rồi, nhưng mà thí dụ về nhà rồi không có cái gì đãi thì cũng kỳ đó, cho nên cô mới nói là về ngồi ăn uống với nhau cho nó vui chút xíu mà, không có sao đâu nhé. Ojay aven đi sùn tân, và ngoài ra nữa thì tôi cũng đang rất là đói bụng. Ojay aven đi sùn tân nhé. Ok, các bạn hiểu cái khúc này chưa? Các bạn có câu hỏi gì không? Ok, nếu không có thắc mắc gì thì mình đi tiếp qua những cái câu hỏi phía bên phải nhé. Và vừa Bianca po hotel á, Bianca làm gì ở chỗ khách sạn? Và vừa Bianca po hotel á, nhá. Vincendak Ada, hôm nay là ngày thứ mấy nhá? Ngày thứ bao nhiêu? Vincendak Ada Ida nhá. Vincendak Ada Ida. Vu for Ada so mang nghe yesterday. Tại sao có nhiều vị khách ở đó vậy nhá? Tại sao có nhiều vị khách ở đó vậy? Vasper Diom, họ hỏi về những cái điều gì? Vasper Diom, họ hỏi về những điều gì? Vu scan Teresa Obiankatra. Bianca và Teresa sẽ đi đâu nha? Ra là đi đâu nha? Ok ha. Rồi bây giờ mình tới cái phần gọi là phật ta. Phật ta là gì? Phật ta dịch ra có nghĩa là the fact trong tiếng Anh. Có nghĩa là những cái gì đó cụ thể nhé,
những cái gì đó là những cái thông tin cụ thể nhé, những cái thông tin được tóm gọn nhé, là những cái chi tiết gì đó, đại khái nó là như vậy. Thực tế nhé, facts là những cái gì đó thực tế, những cái chi tiết thực tế. Ok, thầy giới thiệu một tí xíu về cái ngày Sotanamai nhé. Sotanamai Anasunan Dak Ngan Inorga. Sotanamai Anasunan National National Day nha. The National Day National Dak Ngan Inorga. Ngày 17 tháng 5 là cái ngày quốc khánh nha, cái ngày quốc gia ở Na Uy nha, mình hay gọi là ngày quốc khánh á, là cái ngày quốc khánh tại Na Uy. Sotanamai Anasunan Dak Ngan Inorga. Sotanamai Atanfilten Fik Norge Sin Egen Grunlov. Grunlov. Lov có nghĩa là luật lệ, Grun có nghĩa là cái nền tảng nha. Nha, cái basic nha. Tức là mình gọi là cái hiến pháp đó, Grunlov dịch ra là hiến pháp nha. Nha. Sotanamai ngày 17 tháng 5 năm 1814 thì Na Uy có cái hiến pháp riêng của mình. Sin Egen, yeah, it owes, yeah, it owes, yeah, constitution, yeah. Ngày 17 tháng 5 năm 1814 là cái ngày mà hồi đó là như là các địa chủ rồi những cái người có máu mạch ở trong đất nước Na Uy đó tụ họp với nhau trong một cái ngôi nhà nha, giống như là ở bên Hoa Kỳ vậy đó, tổng thống Washington với lại đại diện của các tiểu bang đó ngồi soạn hiến pháp với nhau đó, đại khái nó là như vậy, trên cái tờ tiền một đô đó các bạn thấy đó. Các ông đang ngồi họp với nhau đó. Thì ở Na Uy cũng vậy. Những cái người mà có máu mặt đó, họ họp ở trong một cái ngôi nhà ở cách Oslo cỡ chừng trăm cây số cỡ đó đó. Thì họ soạn thảo cái hiến pháp để cho Na Uy nha. Thì đó là cái ngày đó, người ta lấy cái ngày đó, người ta gọi là cái ngày ngày có hiến pháp nha. Chứ thật sự cũng không phải là cái ngày quốc khánh hay là mình gọi là cái ngày độc lập hay gì hết. Có những cái quốc gia người ta là nô lệ, người ta tranh đấu người ta có được cái độc lập thì người ta gọi là ngày độc lập nhé. Ví dụ như là bên Mỹ, người ta gọi ngày độc lập. Bên này là thật sự phải gọi đúng ra nó là cái ngày mà có cái hiến pháp nha, thành lập hiến pháp. Nhưng mà mình vẫn gọi chung là cái ngày cả quốc gia mừng đó, mình gọi là quốc khánh nha. Ban Ovox nè, phải đã đạt ngân me flag is open. Ban Ovox nè, các bạn nhớ không? Cái chữ ban khi mà chia ra thể xác định số nhiều nó vẫn là bon nha, hoặc là bon nè nha, hoặc là bon nè nè, ví dụ như vậy. Thường thường người ta hay dùng cái chữ bon nè nhiều hơn nha. Bon ovox nè, thì mình phải hiểu cái chỗ này là số nhiều, số nhiều không xác định nha, mần nghe bon nha, s bon mần nghe bon, nó vẫn giống nhau nha. Rồi Envoxen là một người lớn nha. Voxne là số nhiều nha. Những đứa trẻ nhỏ và những người lớn thì phải đã đặt nhân ăn mừng celebrate cái ngày hôm đó nha, cái ngày hôm, cái ngày này nè. Phải đã đặt nhân me flag, flag là cái lá cờ, is là kem, cơm sơ là xúc xích nhé. Thì thường thường cái ngày này người ta đi ra đường, người ta cầm cờ vẫy trên tay, rồi sẵn ở ngoài đường người ta, con nít thì nó thích ăn kem, tại vì trời bắt đầu nó nóng lên rồi ha, mới qua cái mùa đông và bắt đầu ấm áp lên, thì con nít nó ra đường nó rất là thích được ăn kem nha, cho nó mát người. Rồi cơm sơ để mà cầm ăn hot dog đó, ăn cho nó tiện nha, chứ ai mà đứng ngoài đường rồi ăn phở hoặc là ăn hủ tiếu hay là ăn bánh mì ngoài đường rồi nó chạy nhũ nhão tùm lum hết. Người ta thường thường ăn xúc xích cho nó lẹ nha, đại khái vậy. Cầm trên tay một cây kem, cầm trên tay một cây xúc xích, rồi ăn nhầm 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 cho nó xong, đại khái là vậy nha. Rồi tay cầm cờ vẫy vẫy vẫy, đại khái vậy. Thì đây là cái thói quen thôi nha, mà mẫu số chung thường đa số là như vậy. Thường thường là người lớn với con nít ra ngoài đường xong rồi mừng cái ngày này, họ cầm cờ trên tay, ăn kem với lại ăn xúc xích. Mangahaposai National Drug Elebunat. Nhiều người thì có trên cái cơ thể của mình ha, có trên người của mình national, tức là national drug, drug là cái quần áo mình gọi là quốc phục đó, national custom đó nhé.
traditional custom. Tức là nhiều người thì hay mặc cái bộ quốc phục ở trên người nhé. Và cái bộ quốc phục á, trên người ở bên Na Uy nó gọi là cái bộ Bunad. Bunad. Bunad là cái tên của cái bộ quốc phục nha các bạn. Bunad. Bunad. Nó giống như là quốc phục của Việt Nam thì mình gọi là áo dài. Hay nói ví dụ như vậy. Chứ nếu mà Việt Nam mình người ta hỏi quốc phục là gì, nhiều người chọn cái áo dài là cái bộ quốc phục của mình, thì người ta gọi ha, National Dress nha, nó tên là áo dài. Thì cái chữ Bunad này nó cũng tương tự như áo dài vậy đó ha. Nó là một cái loại áo đầm của người người Na Uy ha, áo liền quần ví dụ như vậy. Nó gọi là Bunad, nó là National Dress của người Na Uy nhé. Posmo Osturetsede Goskulaban Itok. Ở những cái vùng nhỏ, small là những cái vùng nhỏ nhé, stede, small stede là những cái vùng nhỏ, hoặc những cái vùng lớn, sturestede nhé. Những cái vùng nhỏ hoặc những cái vùng lớn, tức là in small and large places nhé. Ở những cái vùng nhỏ thì như là những cái làng quê hẻo lánh, những cái vùng lớn là những cái thành phố lớn. Thì go school laban tức là những đứa trẻ học sinh đó, school laban là những đứa trẻ đi học đó, school là school children đó. Thì go ethok, đây cũng là một cái thành ngữ nha, go ethok. O go e talk. Lúc nãy thầy có nói rồi, cái chữ talk này nó thật sự nó là cái xe lửa nhé. Nhưng mà mình hiểu theo cái nghĩa bóng, có nghĩa go e talk tức là đi giống như là nắm tay rồng rắn lên mây, đại khái nó là như vậy. Giống trong tiếng Việt mình á, đi giống chơi cái trò rồng rắn lên mây đó, tức là nắm tay nhau đi, nó giống như là một cái chuỗi dài, giống một cái xe lửa, người ta tưởng tượng ra là như vậy. Cho nên người ta gọi là go e talk, có nghĩa là đi diễu hành nha, đi diễu hành đó, đi thành một cái hàng dài với nhau. Ofta adele ke forban poskulen etotoga, thường thì nha, often nha, thường thì có những cái lè ke là những cái trò chơi cho con nít. Ofta adele ke forban poskulen, ở tại trường, sau cái thò ghét này, sau khi đi diễu hành xong, thì thường thường phụ huynh với lại con nít quay về lại trường, rồi họ ăn uống, họ nghỉ giải lao, rồi họ chơi đùa với nhau thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Bao giờ trời gần tối, họ mệt mỏi là họ bắt đầu họ tan hàng, họ về. Đại khái nó là như vậy. After Adele ke forban poskulen ettertåge nha. Thường là như vậy. Sau khi đi talk này kia, tức là đi diễu hành xong rồi thì họ trở về trường, họ chơi bời với nhau. Forten ba andra om national dag nghe i andra land. Hãy kể cho nhau nghe về những cái ngày quốc khánh ở trong những cái quốc gia khác nhau nhé. Nor ade, khi nào thì xảy ra cái ngày đó nhé. Tức là khi nào thì là cái ngày quốc khánh ở nước của bạn. Và dừa đề ra, các bạn làm gì vào ngày đó. Và spi sơ đề ra, có nghĩa là các bạn ăn uống gì vào ngày đó. Vu pho phầy ra đề ra đạt nhân, tại sao các bạn lại ăn mừng cái ngày đó nhé. Tại sao các bạn ăn mừng cái ngày đó. Thì mình kể ra tại ngày đó là cái ngày độc lập, tuyên bố độc lập. Ngày đó là cái ngày đại khái vậy, vân 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 nha. Thì mình kể ra. Ok, các bạn có thắc mắc gì về trang 91 này không? Có ai thắc mắc gì về trang 91 này không? Ok, mọi người còn nghe thầy nói gì không vậy? Dạ, em nghe anh. Ok, tốt. Thầy sợ nhiều khi mọi người bị rớt hết rồi. Thầy cứ nói suốt cả tiếng đồng hồ. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Vậy là không ai thắc mắc gì nha. Hoặc là có chỗ nào mà vẫn không hiểu thì có gì muốn thầy giải thích riêng thì có gì nhắn tin riêng cho thầy. Ok, mình nghỉ giải lao một phút nha các bạn. Các bạn đi uống nước gì đi rồi có gì mình đi tiếp bài số 2. Ok, các bạn mở qua trang 92 nhé. Mình sẽ học thêm một tí xíu nữa. Rồi khi nào tới giờ thì mình nghỉ. Ok, bài số 2. Parkering. Parkering's boot.
parking booth là một cái từ ghép nhé, giữa chữ parking và chữ booth. Yeah. Oparkere. Nha, tức là mình đi đổ xe nha. Động từ của nó là oparkere. Khi mà nó đổi qua danh từ thì nó thêm ing vào, nó gọi là parkering. Hoặc là một cái bãi đổ xe người ta cũng gọi là parkering nha. Ví dụ như vậy. Nó liên quan tới vấn đề đổ xe nha, parkering. Parkering booth người ta thêm s vào. Cộng S vào nối hai chữ lại với nhau. Parking booth. Booth có nghĩa là cái án phạt nhá, hoặc là cái sự phạt gì đó. Parking booth có nghĩa là mình bị lãnh cái ticket, tức là mình đậu xe sai chỗ đó, mình bị phạt, phạt vì lỗi đổ xe sai quy định nhá. Parking booth tức là cái booth là cái án phạt dành cho cái vấn đề liên quan tới vấn đề đổ xe đậu xe nhá. Có nghĩa là mình đậu xe sai quy định hay gì đó, sai luật hay gì đó, mình bị phạt nha. Phạt đậu xe. Mình có thể mình dịch là chữ phạt đậu xe, phạt đổ xe cũng được. Bianca Oteresa Shereyam Tinteresa Stop Pervé and Marputit Ogo In Dasha Pateresa and Stu Pisa Ofi the Flaska Mineral Van Sogodi Timbaka Timbilan. Thầy đọc lại lần nữa nhé. Parkering booth. Bianca Oteresa Shereyam Tinteresa. Di stop ve and ma butik o go in. Da shur Pateresa and stu pisa o fi da flaska mineral van. So go di timbaka timbilan. Thầy dịch nhé. Bianca và Teresa Shereyam có nghĩa là lái xe về nhà Teresa. Shereyam Tinteresa. Lái xe về nhà Teresa. Đi stop về Enmap Boutique. Họ đã dừng xe lại, dừng xe lại ở ngay chỗ một cái tiệm bán đồ ăn nhá. Về tức là buy ở food store đó, và đi vào trong đó. Đấy, họ đi vào trong đó, họ quên không có trả tiền xe, đại khái như vậy, không có mua vé đậu xe. Ở trong đó thì Teresa mua một cái pizza thật là lớn nha, stu pizza, một cái pizza lớn và bốn cái chai fira flaska. Flaska có nghĩa là chai lọ nha. Ở đây là một cái flaska nè nha, một cái flaska mineral tức là mineral water mineral van tức là nước khoáng, nước mà nó lấy dưới lòng đất lên đó, nó có nhiều canxi vitamin này kia, người ta gọi là mineral van. Những cái nước mà có ga người ta gọi là mineral van nhé. Đó là nước khoáng. So go đi tìm bọc cho tìm bình lần. Và rồi thì họ đi chở ngược lại cái xe, chỗ xe hơi nhé. Sau khi họ mua xong thì họ đi ra lại chỗ xe hơi. So go đi tìm bọc cho tìm bình lần. Ok. Bianca hét lên. Oh này. Oh này. Desto and parking spot về bình lần min. Usin met a denna bin landin. Ya a denu a got. Du kan ikka pakkere här. Se du ikka sintet. Sintet vu da. Da butte. Parkering forbud stå der. Ja no se jai da. Ja må dessvare gi deg en bot. Va så snin ikka gjør det. Jeg skal kjøre med en gang. Beklager, men sånn er reglene. Men jeg har ikke råd til en parkeringsbot nå. Vi spleiser, Bianca. Jeg betaler halvparten. Nei, det skal du ikke. Det er min bil. Men det er min synd. Tusen takk, men nå drar vi hjem til meg og spiser pizza. Vil du ha et glass vin også? Nei. Da kan jeg ikke kjøre bil etterpå. Jeg vil ikke ha flere bøter. Ok, chuyện gì đã xảy ra? Mình coi cái cuộc đối thoại nha. Ok, Bianca nói, oh này, tức là oh no, thôi chết rồi. Oh không, không thể được, không thể nha. Oh no, Desto and Parkering Spot
vác tức là cái người trực nha, nha, cái người security đó, cái người trực về vấn đề mà parking, tức là những cái người mà đi kiểm soát những cái bãi đỗ xe đó, người ta phạt nhá. Như mình thấy trong hình đó có cái người mặc đồng phục đó là những cái người đi phạt phạt xe nha. Ve bì lên bên có một cái người đứng phạt xe đứng ở bên cạnh cái xe hơi của tôi kìa nha. Desto and parking spot ve bì lên bên. Thì cái người mà đi kiểm soát đỗ xe đó mới nói unxin xin lỗi. Men a den na bì lên bên, có phải cái này là cái xe hơi của bạn không? Ha? Men a den na bì lên bên, có phải cái này là cái xe hơi của bạn không? Ya, yeah, are there no gone? Is there anything wrong? Nha. Yeah. Có cái gì, điều gì sai trái ở đây hay sao? Tức là có chuyện gì không không vậy bác? Ví dụ vậy. Có gì, chuyện gì không bác? Nha. Yeah. Tức là cái xe của tôi có bị đến nào nó tới nó đập phá hay là nó cướp hay là nó ăn trộm đồ gì trong xe hay không? Ví dụ vậy. Is there anything wrong? Cái người kia mới nói Dukan ikapakereha, bạn không được đổ xe ở đây, bạn không được đổ xe ở đây, bạn không được đậu xe ở đây. Dukan ikapakereha, xe du ikasintet, bạn không thấy cái bảng đằng kia sao? Sint là một cái bảng chỉ dẫn giao thông nha. Sint là cái bảng chỉ dẫn. Et sint, bạn không thấy cái bảng kia sao? Cái bảng nào? Ở đâu? Vuda, nó ở đâu vậy? Cái bạn nào nó ở đâu vậy? Da buta ở đằng kia. Ở đằng kia da buta. Parking for boot store there. Nó ghi là cấm đậu xe, cấm đỗ xe. Parking for boot tức là parking not allowed nhá. Prohibited. Parking prohibited có nghĩa là cấm đỗ xe, cấm dừng xe, cấm đậu xe. Đó, nó ghi như thế, store there. Ya no xe dài there. Vâng, bây giờ thì thôi tôi thấy cái bảng đó rồi nha. Bây giờ thì thôi thấy cái bảng đó rồi. À, cái ông phạt xe ông nói Yemo desvara gì đây em bút. Rất tiếc, desvara là rất tiếc. Tôi phải cho bạn một cái giấy phạt. Đó, rất là lịch sự. Tôi phải cho bạn một cái giấy phạt. Rất tiếc là tôi phải cho bạn một cái giấy phạt. Vasosnin, làm ơn Ika Yoda, làm ơn đừng có làm như thế nha, làm ơn đừng có làm như thế, tức là làm ơn đừng có phạt tôi đó. Jaiskan Shuremenga, tôi sẽ lái xe đi liền nha. I will drive straight away nha. Nha, at once. Tức là tôi sẽ lái xe đi liền, làm ơn đừng có phạt tôi. Beklager, rất tiếc xin lỗi. Menson Aray là nè, nhưng mà luật lệ nó là như thế đấy nha. Such a the rules nha. Yeah. Đại khái vậy. Rất tiếc tôi phải phạt bạn thôi, luật đã ra như thế rồi, tôi không thể không phạt bạn được. Bạn đã phạm lỗi và tôi phải phạt bạn thôi, kiểu như vậy đó. Son arrived là nha. Bianca mới nói, "Men ja ha ikro" các bạn nhớ không? Ha ikro có nghĩa là không có tiền nha. Nhưng mà tôi không có tiền để mà trả cho cái giấy phạt đổ xe đâu nha. Tức là bây giờ tôi đang kẹt tiền, chết rồi. Bên này mỗi lần mà đổ xe mà sai quy định đó, thường thường phạt từ 600 cho tới 800 đồng Na Uy. Có nghĩa là khoảng 60 đô cho tới 80 đô nha. Mỗi lần mình đổ xe sai quy định ở ngoài đường á, mình sẽ bị phạt từ 60 đô Mỹ cho tới 80 đô Mỹ. Nhiều tiền lắm, một số tiền nó cũng rất là lớn. Cho nên thành ra cô Bianca đang tìm cách để mà năn nỉ cái ông này đừng có phạt là vậy đó. Tôi không có tiền trả tiền phạt xe, tội nghiệp tôi lắm nha. Làm ơn đừng có phạt tôi. Nhưng mà ông nói rất tiếc, luật là như vậy rồi, tôi phải phạt bạn thôi. Đấy. Men ja ha ikro tin en parkering spot no. Thì Bianca mới nói vi splice, tức là không sao đâu, để tôi chia cho bạn, chúng ta chia nhau nha. Chúng ta kiểu như hỗ trợ nhau, hỗ tương hỗ trợ. Vi splice Bianca. Giai bê thờ lại học bạn, hãy để cho tôi trả một nửa cho bạn nha. Tức là mình chia cái giấy phạt đó ra. Thí dụ cái giấy phạt đó là 600 đồng Na Uy, thì thôi để cho tôi trả 300, bạn trả 300, cái kiểu như vậy nha. Giai bê thờ lại học bạn, tức là half nha, tức là một nửa. Ok ha. I pay half. Ok, để cho tôi trả một nửa.
Bianca mới nói không, này Descanduica, bạn sẽ không làm như thế nha, bạn sẽ không có như thế, tức là thôi bạn đừng có làm như vậy, tôi ngại lắm. Descanduica, này Descanduica de Aminbin, bởi vì đó là cái xe của tôi phạm thì để tôi trả nha, tôi đậu sai thì để tôi trả, bạn không có mắc mớ gì bạn phải trả, tội nghiệp bạn nha. Này Descanduica de Aminbin, it's my car, nha, let me pay because it's my car. Men da aminsun, Teresa nói, men da aminsun, nhưng mà đó là lỗi của tôi nha, tại vì tôi đòi vô mua pizza, bạn đậu xe cho nên bạn mới bị phạt, hiểu không? Tại vì cái ý tưởng mà mua pizza vào trong siêu thị mua đồ là của Teresa, nếu mà tôi không có đưa ra cái ý tưởng đó thì bạn đã không đậu xe ở đây và bạn đã không bị phạt rồi, cho nên thật sự Teresa cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt nha, cho nên muốn trả một nửa cho cái bill này, cho cái giấy phạt này, để cho tôi trả một nửa. Bianca thì nói không, đó là xe của tôi để tôi trả, nhưng mà Teresa cãi lại, nhưng mà thật sự cái idea mua pizza vào trong bắt biêu là của tôi, cho nên cũng vì tôi mà ra, đại khái vậy, vì tôi mà ra nha. Menda Aminsin thì Bianca mới nói thôi thì cảm ơn, nhưng mà cô ta cũng lưỡng lự, thật sự cô ta cũng ngại lắm, bây giờ tự nhiên cái giấy phạt đó bây giờ chia đôi thật sự, nhưng mà nếu mà cô ta trả hết thì cô ta cũng bị oất ức đúng không, tự nhiên giờ tự nhiên mất 600 đồng đại khái vậy. Thì cô ta cũng cảm ơn, khi người ta nói thu sinh thắc á, có nghĩa là người ta đồng ý rồi đó, ok thì kiểu như là mỗi người sẽ trả một nửa, nhưng mà .. ý là tức là cô ta cũng không phải là cảm thấy người ta trả cho mình một nửa cái mình mừng hú lên đâu nha, đại khái vậy, cũng ngại lắm nhưng mà đành phải chấp nhận vậy thôi, cho nên có cái chữ nhưng mà .. nha. Teresa mới thay đổi cái câu chuyện, tức là đánh chống lảng đó, để mà đừng có nghĩ tới cái vấn đề giấy phạt nữa, thì cô ta mới đổi cái đề tài nói no traviam in my office pizza, có nghĩa bây giờ thì chúng ta về nhà ăn pizza nha, đấy đại khái vậy, bây giờ chúng ta đi về nhà của tôi và ăn pizza nha. No traviam in my office pizza. Vin du ha a glass vin also, bạn có muốn uống một ly rượu không? Nha. Vin du ha a glass vin also. Do you want a glass of wine too? Nha. Bạn có muốn uống rượu không? Kiểu như là sẵn thì tôi ghé vô tôi mua chai rượu luôn, hoặc là về nhà mình ăn pizza xong rồi mình uống rượu nhé. Bianca mới nói, oh nay, da can jay ikesho re bin etervo. Oh không, oh không, tôi không uống rượu đâu. Tại vì làm như thế thì sau đó tôi đâu có lái xe được. Nha. Da can jay ikesho re bin etervo. Etapo có nghĩa là after that I cannot drive car anymore nha. Ồ không, đừng có dụ tôi uống rượu, tôi uống vào là làm sao tôi lái xe được nữa, mà tôi mà lái xe như vậy á, là tôi sẽ bị phạt đúng không, cảnh sát mà thổi một cái thở hơi có rượu là coi như có cồn là coi như là sẽ bị phạt. Yavin ikaha flera berted, I don't want to have more fines, tức là tôi không có muốn bị phạt nhiều hơn nữa đâu nha. Một cái giấy phạt đổ xe sai quy định là đã mệt rồi nha. I don't want to have more. I don't want to have more fines. Ok, boot. Số nhiều của nó sẽ là bờ tên. Nha. Đổi con số nhiều đó là bờ tên. Nha. Các bạn để ý từ chữ O nó đổi qua chữ E. Đây là cũng là một cái hình thức đặc biệt của danh từ nha. Ví dụ như là chữ book. Các bạn nhớ chữ book không? End book. Một quyển sách. Đúng không? Đổi qua số nhiều đó là bờ kê. Nha các bạn nha. Nó là bờ kê. Ok các bạn ha. Rồi các bạn để lưu ý cái chỗ đó thôi là được rồi. Rồi bây giờ mình còn vài hàng nữa là mình hết trang này rồi. Có gì mình nghỉ nha các bạn. Rồi có gì tuần sau mình học tiếp. Ok. Bianca for and parking booth. Vu mea mo hun be tha le tru de ra. Hun vin ika ha vin vu dan a rai le ne. Commentary ka a class vin o sơ ra bit. Bianca nhận một cái phạt đậu xe nha. Bianca for and parking booth. Phạt một cái đậu xe. Vu mea mo hun be tha le tru de ra. Các bạn thử đoán coi, các bạn thử nghĩ coi nha. Các bạn thử ước lượng coi cô ta phải trả bao nhiêu tiền. Vu mea mô hun bê thả lê. True đè ra. What do you think? Nha.
how much she has to pay. Hương viên Ika Havin, cô ấy không có muốn có rượu nha, cô ấy không muốn uống rượu. Vu Dan Arai là nè, những cái luật lệ thì nó như thế nào nha, tức là luật về giao thông đó. Ở đây em chỉ nói về luật giao thông á, những cái luật lệ thì nó như thế nào. Kamantri ke Eklasvin Osorabin, người ta có thể uống một ly rượu và sau đó lái xe được không nha. Kamantri ke Eklasvin Osorabin, tức là mình có thể uống rượu và sau đó lái xe được không nha. Ok. Ok, mình học xong bài 2 ở trang 92 rồi. Các bạn có thắc mắc gì không? Hỏi đi các bạn. Nếu không có gì thì mình nghỉ. Alo, mọi người có thắc mắc gì không? Dạ không ạ. Cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, hôm nay học em không có thắc mắc gì. Ok rồi. Có ai có thắc mắc gì mà không tiện hỏi đó thì có gì cứ inbox lên cho thầy nhé. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, ok thôi mình nghỉ hôm nay nhé. Rồi cái gì tuần sau mình hẹn gặp lại, mình sẽ học tiếp bài 3 của chương 7 nhé. Dạ vâng. Ok rồi, thì chào mọi người nha. Ok rồi, bye các bạn. Rồi, hade hade. Hade hade.